Khoa bông lên đi để anh quay quay cho đẹp Khoa. Xếp ba con lên cho nó luôn nha. Ý, đó các bạn thấy chưa? Rồi. Được không? Không thì được bỏ dưa qua này luôn đi. Hoàng hoàng hai con. Còn con nữa. Con này đây chú ăn. Con này để trên ba thằng ba con mà nước sông không phạm được gì. Hoàng hoàng qua. Đó các bạn. Ba con dưa lên kìa. Các bạn thấy chưa? Ba con nhìn rất chi là ngon. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chúc tất cả các bạn một ngày thật là vui vẻ. Thì mình là Phúc Trong đây các bạn ơi. Thì chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của anh em mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video mà rất là ý nghĩa. Ý nghĩa là đối bữa nay là đối với anh em mình nha. Tất cả anh em trong nhóm. Thì các bạn biết rồi đó, cái kênh YouTube của mình đã đạt được 300.000 người đăng ký. Thì mới đạt được ngày hôm qua thôi. Thì ngày hôm nay anh em mình sẽ làm một cái video mà ăn mừng 300.000 người đăng ký đó nha các bạn. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã đăng ký và theo dõi anh em mình suốt một chặng đường dài. Từ ngày không có người đăng ký và bây giờ là 300.000 người đăng ký rồi. Thực sự thì mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Nếu mà không có các bạn thì bây giờ thì anh em mình vẫn là rất là nhỏ bé trong cái thế giới mà YouTube thôi. Nhờ có các bạn đưa mình đến thế giới YouTube nên là anh em mình bây giờ mới được có nhiều người yêu quý và biết đến. Biết đến anh em mình. Anh Đọc, anh còn nhớ lúc mà anh chơi mình nó còn nhỏ thôi. Anh hứa với em thiệt chi không? Nói gì cho anh? Là anh hứa là hứa với tụi em là chơi mà được 300.000 sub anh sẽ dẫn tụi em đi ăn gì chúng được mua, tụi em kêu gì cũng mua. Ok rồi, thì hôm nay là anh dắt hai đứa em đi ăn luôn. Đúng rồi. Hai giờ kìa. Giờ mình ăn tôm hùm kìa. Đúng rồi. Nhưng mà mỗi người một con. Đúng rồi. Phải càng đúng. Anh tôm hùm mỗi người một con. Một người một con là ba người ba con. Rồi ok rồi. Thì ok các bạn. Thì nhân dịp mà 300.000 người đăng ký kênh của anh em mình á thì mình sẽ dắt nguyên tem đi ăn tôm hùm mỗi người một con luôn. Ok chưa? Bạn nhớ theo chân anh Trọng nha. Chẳng là hai anh em mình đi ăn tôm hùm nha, mỗi người một con. Đúng rồi, mỗi người một con thôi. Theo dõi ha. Ok các bạn, tiếp tục theo dõi video này nha. Bây giờ anh em mình sẽ đi mua tôm hùm. Đi nào. Đi, ok. Rồi, ok các bạn. Thì anh em mình đã tới cái cửa hàng hải sản này nha các bạn. Đây rất là nhiều tôm luôn này các bạn. Nè, đó. Rất là bự luôn nha các bạn. Đúng chưa? Con này quay lại nổi không? Nếu mà anh Trọng mua mình con này thì mình chỉ có thể ăn được cái càng thôi. Nhìn rất là bự luôn các bạn. Bây giờ mày đoán trúng đúng không? Anh mua cho mày con này luôn. Con này hả? Ok nha các bạn. Bây giờ rồi. Con này rất là bự nha các bạn. Rồi. Bây giờ Khoa nó mà đoán trúng là mình mua cho Khoa con này luôn. Rồi ok. Chắc chưa? Chắc luôn. Con này trên 2 kg. Mày đoán mày đoán một con số. 2 2 kg gì? Bao nhiêu để anh cân này? 3 kg. 23, 24 gì đó. 23, 24 đúng không? Ok các bạn, mình nói là mình làm nha. Nếu xem mà con này nó nặng đúng cân nặng nó mình mua cho hai này luôn. Trời ơi, 2 kg 9 28 kìa. Không, cái này là 2 kg 9 rồi. 2 kg 8. Rồi cuối cùng sao này anh Trọng mua cho anh Trọng luôn hả? Không, cái này con này không mua, mày đoán sai rồi. Đoán sai anh, học miếng à. Qua là 2 kg 4 đúng không? 23, 24. Nhìn nó vậy không nhận, không ghê trời. Cầm ở trong 4 cái càng nữa đúng không? Rất là bự luôn các bạn ơi. Quá bự luôn các bạn ơi. Bự hơn Trọng nữa. Thì con này là con cua hoàng đế nha các bạn. Nhìn nó rất là bự luôn. Có lẽ là con cua hoàng đế chưa? Bự hơn bàn tay luôn. Chưa. Cua này là cua đen hay cua đỏ à? Cái loại này xanh. Là loại xanh hay loại đỏ chị? Đây là loại đỏ nha các bạn. Con này xem nặng bao nhiêu ta? Con này nặng 1.8 kg. Nhìn như vậy mà không nặng nha. Thì cứ được rồi. Thì ok nha các bạn. Thì cái địa chỉ mà mua hàng á để mình chỉ cho các bạn luôn. Thì mình nhìn không? Nhìn là tôm là tươi sống luôn các bạn.
Đúng rồi, thì mình chỉ cho các bạn luôn, nếu mà các bạn mà có ăn hải sản đúng không, thì các bạn ghé đường 38 Nguyễn An Ninh, Di An, Bình Dương. Thì cái tên cửa hàng đó là Hải Sản Giá Sỉ nha các bạn. Thì các bạn truy cập vô trang web Hải Sản Giá Sỉ thì cũng ra nữa. Cái nơi đây bán hải sản nhập khẩu rất là uy tín luôn. Nhiều loại tôm, cua khác nhau, size nhỏ lớn các bạn. Rồi ok nha các bạn. Cái là 6.158.000. 38.000. Rồi ok, em cảm ơn chị nha. Rồi ok nha các bạn, thì anh em mình đã mua tôm đem về rồi nha các bạn. Tôm hùm Alaska, ba anh em là mỗi người một con luôn. Thì còn cái con cua hoàng đế á, thì anh em mình để lại, anh em mình sẽ quay một cái video khác. Bây giờ ba thằng mỗi thằng một con, đúng không? Đúng rồi, đối với em là no, đối với em là ăn cái càng thôi là quá quá vui rồi. Rồi ok các bạn, thì bây giờ anh em mình làm một cái bếp đây nha. Tại vì hôm nay ở trong cái rừng mà anh em mình hay quay ở bên trong đó đó các bạn. Cái rừng đó thì bữa nay người ta tụ tập ở đó, người ta hát nhiều quá nên là anh em mình quay không đó không có được. Quay trong đó nó rất là ồn luôn. Nên là giờ anh em mình quay tạm ở cái vườn cao su này nha các bạn. Nên là view nó hơi xấu chút, các bạn thông cảm. Bây giờ là công đoạn luộc tôm này đi. Cái bọc này là bọc đá khô, bọc này là ăn không được. Để cho nó để giữ lạnh cho con tôm thôi. Giữ cho sống thời gian ngắn thôi. Đêm nay qua. Đầu tư cái nồi mới luôn nha. Tôm này bỏ cái thùng xuống đất luôn. Bỏ thùng xuống đất luôn. Đẹp, bỏ vô. Ây rồi, chắc luộc từng con quá đi. Chết mẹ rồi. Được mà, ok mà. Sơn nước không đủ. Nêu qua bên cho con kia. Con kia nằm ngửa đi. Tập con thứ ba. Con này nằm ngửa, ừ đúng rồi. Đẩy, làm sao mà đẩy đắp được là được. Okay, sơn nước mình không đủ rồi. Đây là nước suối luôn nha. Không cắt cái siêu ra. Luộc nó có chảy ra không ta? Rồi chín chưa? Rồi. Rồi ok các bạn. Bây giờ là ba con tôm đó. Bóc khó nhìn ơi. Đem cái dĩa đây Kiệt, đem cái dĩa đó luôn. Anh Trọng ơi, dạ em không biết nói cái câu gì luôn á. Rất là thơm. Nóng không anh? Không. Ăn không á. Khó bóc lên đi để anh quay cho đẹp hơn. Xếp ba con lên như nó luôn nha. Ý, đó các bạn thấy chưa? Rồi. Được không thì được, bỏ cái dĩa qua này luôn đi. Đàng hoàng còn hai con. Còn con nữa. Con này để chút ăn. Con này để trên ba thằng ba con mà nước sông không phạm được gì. Đàng hoàng em coi. Đó các bạn. Ba con dơ lên kìa. Đó các bạn thấy chưa? Ba con nhìn rất chi là ngon luôn. Này các bạn, ba con tôm hùm nha. Khoa cầm quay anh review các bạn coi. Các bạn ơi. Đó. Ba con tôm hùm luôn nha các bạn. Đứng dậy để anh đổ nó ra ngoài. Khá là bự các bạn ơi. Anh Trọng có suy nghĩ về khi ăn ba con này anh Trọng? Hả? Cảm giác thật là vô mốt. Ước gì sáng nào ngủ dậy cũng ăn ba con này. Ăn sao nổi. Bà có ba loại nước chấm luôn nha. Rồi, ba loại chấm khác nhau luôn. Đây là muối ớt siêu cay. Còn đây là muối tiêu siêu cay. Tiêu siêu chua. Siêu chua. Còn đây là muối ớt xanh. Ừ. Bây giờ ba con tôm hùm chấm ba loại nước chấm. Rồi ok nha các bạn. Giờ anh em mình cùng thưởng thức thôi. Bây giờ mỗi người chọn một con. Khoa chọn đi. Em chọn hết rồi. Để bây giờ anh chọn con này. Đó. Ok. Sáng quên không đem theo cái kéo các bạn ơi. À. Mà quên, mà chết rồi. Con tôm hùm này nó hơi bị nếp chút rồi. Mình nhờ mời tất cả các bạn nha các bạn. Anh không thấy thịt nữa. Lên cái thịt mời các bạn.
mình ăn nước cho nước nước nữa. Thì mình mời tất cả các bạn nha. Giờ đây sớm giờ pha chưa ăn được vậy chứ. Thì ok các bạn ơi. Thì đây là cái lần đầu tiên mà anh em mình review một cái món ăn mà gọi là sang trọng. Đó giờ anh em mình cũng không có ăn con tôm này nữa. Đúng rồi. Nên là không có nhiều kinh nghiệm ăn á, nên các bạn xem mà đó, thấy chưa? Không không có kinh nghiệm đó các bạn. Các bạn chán nản. Yeah. Mời các bạn ăn nha. Bây giờ mình chưa mời. Nghe chắc thịt ngọt luôn á. Này các bạn, đây là nguyên cái càng nó luôn này. Mời tất cả các bạn nhé. Mình á thì Trọng á thì giờ Trọng cũng thích ăn cay. Cái video mà hôm bữa là Trọng ăn mì cay cấp 7 đó các bạn biết rồi đúng không? Thế bây giờ mình lấy cái càng bự nhất này mình mời tất cả các bạn nha. Mời tất cả các bạn đang xem video nha. Ngon. Đây mình chấm qua muối tiêu, mình chấm ba loại luôn. Đây là muối ớt xanh. Ăn cua. Ngon quá các bạn ơi. Nhưng mà mình không biết xử lý cái càng này sao luôn á. Nó bự kìa. Thật sự buồn lắm. Tình với anh em. Không không không, phải ẩu rồi. Ẩu rồi nè. Qua. Đây. Cua có cái càng thôi. Đây. Mình nghĩ anh em chỉ đáng một cái càng cua. Bây giờ anh em mình đáng bây giờ anh bóc ra như này. Coi thịt cho bóc cho năng mỡ gì đâu. Wow. Các bạn ơi. Thiệt. Không biết nói làm sao luôn. Chấm cơm chấm chén lên chấm mời các bạn. Mình chấm tay thôi. Nhấc cao lên, nhấc cao lên. Thấy các bạn, đây cái trạng bạn mình chấm cái chén muối tiêu siêu chua cái. Còn mình thì mình chấm muối ớt siêu cay. Hơi bỏ tay ra này chấm đủ các bạn nè. Nè hai anh em cộng cộng. Vô. Hai bạn vô. Vô vô. Vô. Hình như khoan ăn một cái càng của anh hay gì quá. Không coi không? Hình như là khoan ăn một cái càng của anh á. Bậy. Có không? Không. Sao càng nữa anh thấy mày ăn càng hoài luôn á. Anh đúng rồi. Sao anh có càng mau hết rồi. Ừ anh có. Sạp rồi. Con anh em nói thật đi. Về tao coi video mà tao không có mấy anh càng của anh trừ lương mày nha. Ok. Trời con này mới là con cái này. Đấy cái này là trứng tôm nha các bạn. Cái này không biết là trứng hay là gạch ta. Ủa cái đầu này là xong rồi hả? Cái đó chúc ăn sau. Ok đây là cái mình của con tôm nha các bạn. Ba anh em mình mời tất cả các bạn nha. Mời bạn nữa nha. Thằng quan trọng nhất là cái này nè. Ngoài các bạn ơi. Dưa mốt. Béo. Cay. Rồi ok các bạn ơi. Thì nãy giờ là anh em mình ăn hết ba con tôm hùm rồi đó. Không chừa một cái ngoe luôn. Pha bây giờ á, pha bây giờ chỉ nói một câu thôi. Tuyệt vời. Sao bây giờ Kiệt trả lời bây giờ cảm giác của em sau khi ấy tôm hùm. Cảm giác nói chung là no anh. No. Muốn ngán lắm. Ngán à. Còn Khoa. Dạ tuyệt vời. Tuyệt vời trên cả tuyệt vời là đói em là ngon. Ngon. Rồi. Còn mình á, cảm giác của mình á là các bạn là hồi nãy là mình ăn cho nó no chứ mình không cảm nhận được vị nữa. Là nó ngán đó các bạn. Mấy bạn muốn biết thêm thì inbox mình. Chứ để ăn cho biết. Rồi thì ok thì cái video ăn mừng của anh em mình sẽ đến đây thôi. Thì sắp tới nếu mà kênh của mình mà đạt được 500 ngàn người đăng ký đúng không, mình sẽ chơi lớn hơn như kiểu là một con bò hay là cái gì đó, con lợn chẳng hạn. Đúng rồi. Thì ok vậy nha các bạn, thì cái video này là vui vẻ là chủ yếu. Thì anh em mình cũng sẽ dọn rác, chút nữa anh em mình sẽ dọn rác sau. Thì ok các bạn, thì video của anh em mình đến đây là kết thúc rồi nha.
Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu xem hết video này của anh em mình. Các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ kênh để cho anh em mình đạt được một cột mốc tiếp theo là 500 ca sub để anh em mình làm một cái video ăn tiếp theo nha. Anh chồng vẫn đang mấy món khác nữa. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye. Bây giờ anh em mình dọn dẹp luôn, quay một khúc cho các bạn coi luôn, chứ anh em mình không có xa đâu. Mấy cái bọc này mình gom hết vô. Anh em mình gom hết vô trong bọc luôn nhé các bạn. Mấy cái chai thằng Khoa đang nhặt. Rồi, ok, mình kết thúc video tại đây nha các bạn.